Xin kính chào tất cả các cô chú và anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Em Đức Trung, trợ lý của thầy Tâm Nguyên. Và trong những chuỗi video này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đến yếu tố về thiên khí của năm 2020 đối với ngôi nhà của chúng ta theo cái sự cắt và hung của các thiên tinh đáo đến ngôi nhà chúng ta như thế nào. Như các cô chú và anh chị biết, chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống bằng cách là chúng ta kiến tạo lên môi trường sống và không gian sống của chúng ta để mang yếu tố hài hòa giữa thiên nhiên, con người và đất trời, mang sự hòa hợp giữa thiên địa nhân khí. Bởi vậy cho nên nắm bắt được yếu tố thiên khí trong một năm 2020 canh tí tới là một trong những phương án chuẩn bị vô cùng tốt đẹp, vô cùng cát lợi để chúng ta đón được một yếu tố về đón một năm mà có yếu tố thiên khí đắc lợi đến với ngôi nhà chúng ta. Hay nếu như ngôi nhà chúng ta đón những cái sát khí của những ngôi sao hung họa đến, thì bằng những cách chúng ta nắm được kiến thức và giải quyết nó thì cũng chính là cách chúng ta cải thiện cái yếu tố sức khỏe, gia đạo và tinh thần đối với bản thân và các thành viên trong gia đình rồi. Vậy thì năm 2020 canh tí thì chúng ta quan sát đến yếu tố về thiên tinh của năm 2020 canh tí như nào. Như các cô chú anh chị biết, chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8, tức là sao bát bạch tái tinh nhập vào trung cung. Trong cái giai đoạn từ năm 2004 cho đến năm 2023, chúng ta đang ở trong hạ nguyên của vận 8. Và năm 2020 canh tí tới là cái năm mà thất xích phá quân nhập vào trung cung. Do vậy nếu như phi tinh ra, chúng ta sẽ thể thấy rằng là thất xích phá quân nhập trung cung, do đó rằng là bát bạch tái tinh sẽ đến phương Tây Bắc. Sao cửu tử sẽ đến phương Tây, nhất bạch tài tinh sẽ đến với phương Đông Bắc, nhất mệnh phù đến phương Nam, tam bích thị phi đáo đến phương Bắc, tứ lục văn xương đáo đến phương Tây Nam, ngũ hoàng đại sát đáo đến phương Đông và lục bạch văn khúc đáo đến phương Đông Nam ở trong ngôi nhà của chúng ta. Do đó rằng là nắm bắt được cái yếu tố về thiên khí đáo đến từng hướng và từng phương vị, các cô chú anh chị có những phương án để mà kích hoạt hoặc hóa giải thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đến cái vận khí của cái hướng nhà chúng ta đang có, đó là hướng Bắc. Như các cô chú anh chị biết rằng là hướng Bắc nó sẽ có giải độ từ 337,5 độ cho đến 22,5 độ, bao gồm 3 sơn hướng là Nhâm, Tý, Quý. Vậy thì hướng Bắc năm 2020 với cái sao tam bích thị phi đáo đến phương Bắc này thì chúng ta sẽ cần phải chú ý điều gì? Như các cô chú và anh chị biết, sao tam bích thị phi mang ngũ hành thuộc mộc, hay còn gọi là sao lộc tồn. Sao này đã thất vận, bởi vậy cho nên nó mang nhiều cái yếu tố liên quan đến sát khí, sự cãi cọ, thị phi, kiện tụng liên quan đến cái yếu tố về tổn tài và kiện tụng và ra tòa. Bởi thế cho nên rằng là đây là sao vô cùng hung họa. Mỗi một năm mà tam bích thị phi đáo đến hướng nào hay phương vị nào, tuyệt đối chúng ta cần phải chú ý để mang yếu tố về hóa giải. Năm 2020 thì tam bích thị phi đáo đến phương Bắc trong ngôi nhà của các cô chú và anh chị. Và phương Bắc thì ngôi anh thuộc thủy, thủy thì lại tương sinh, cho nên rằng là tăng thêm cái yếu tố sát khí của tam bích thị phi luôn. Ở bên cạnh đó thì năm 2020 thái tuế lại đáo đến phương Bắc luôn, bởi vậy cho nên kết hợp thứ hai cái yếu tố sát khí đó là của tam bích thị phi và của yếu tố thái tuế nữa. Vậy thì những ngôi nhà mà hướng Bắc năm 2020 là cái hướng vô cùng là khó khăn, cũng như là không có cát lợi trong năm 2020 này. Bởi vậy cho nên rằng là năm 2020 những cái ngôi nhà hướng Bắc tuyệt đối tại cái phương phía trước nhà chúng ta cần phải nghi tĩnh và tránh nghi động. Nghi tĩnh là sao? Tức là giữ mọi thứ nó tĩnh lại và không được làm động đậy lên, cũng như làm nó sạch sẽ, cũng không có dơ bẩn ở phương phía này. Nếu như tại cái phía trước cửa nhà phương Bắc của chúng ta mà chỗ này bẩn thỉu, lộn xộn, không gọn gàng, mùi hôi hám, ẩm thấp, rêu mốc thì nó sẽ khiến càng tăng thêm cái yếu tố phát tác của sao tam bích thị phi cũng như là thái tuế đến hướng, và tăng thêm yếu tố hung họa đối với cá nhân của các cô chú anh chị cũng như các thành viên trong ngôi nhà, đặc biệt là các thành viên lại mang yếu tố về ngũ hành tương hợp với lại là ngũ hành thuộc mộc của tam bích thị phi, hay là các thành viên trong ngôi nhà lại nằm trong cái bộ tứ hành xung là Tý, Ngọ, Mão, Dậu và tuổi Mùi là những tuổi phạm thái tuế nữa thì lại càng thêm cái phần nguy hiểm. Bởi thế cho nên rằng là với cái phương Bắc này mà tam bích thị phi đáo đến, chúng ta nên sử dụng những cái phương án để mà hóa giải nó thì sẽ trở nên tốt hơn, đó là chúng ta dùng cái ngũ hành thuộc hỏa để mà tiết khí đi cái yếu tố về mộc khí của sao tam bích, và sưởi ấm thêm cái ngũ hành của phương Bắc, đó là ngũ hành thuộc thủy của thuộc phương khảm, và giữ phương này một cách sạch sẽ nó trở nên tốt nhất. Để mà hóa giải thì tại cái hướng nhà là hướng Bắc thì các cô chú và anh chị chúng ta nên chú ý đó, chúng ta sử dụng cái tiền thập nhị địa chi hoặc là sử dụng cái vật phẩm đó là sâu tam cát hoa mai để chúng ta hóa giải cái hướng nhà ở hướng Bắc này. Chúng ta sử dụng tiền thập nhị địa chi, đây là vật phẩm mà mang cái chất liệu bằng đồng và sau đó được khắc nổi hình của thập nhị địa chi, đó là 12 quý thần Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Kỷ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi theo cái vòng tròn đối với cái đồng tiền thập nhị địa chi, và sau đó được kết lại bởi cái lối kết nhí các tầng kết cũng như là vô tận kết bồ, nó thể hiện một cái sự hanh thông
về thuận lợi cũng như là mang yếu tố về thập nhị địa chi. Năm 2020 là năm con chuột, bởi thế cho nên trong cái đồ hình của thập nhị địa chi mang yếu tố con giáp Tý, thì mang cái yếu tố nó hóa giải thái tuế cũng như là nghênh thái tế, nó giúp cái việc nó hóa giải những cái điều thị phi không tốt đối với ngôi nhà chúng ta. Ngoài ra các cô chú anh chị cũng có thể sử dụng cái vật phẩm sâu tam cát hoa mai. Sâu tam cát hoa mai được sâu lại bởi 3 đồng tiền hoa mai được kết theo cái lối nhí các tầng kết, tức là một sợi dây đỏ kết lại theo một chiều từ trên xuống dưới và vô tận kết bồ, nó cũng thể hiện cho sự may mắn hanh thông và kỵ tà hóa sát. 3 đồng hoa mai nó kể sự hòa hợp của thiên địa nhân hợp nhất. Do đó rằng là cái việc chúng ta sử dụng cái sâu tam cát hoa mai chúng ta treo trước nhà, nó tăng cái yếu tố cát lành cát lợi và hóa giải những yếu tố sát khí không tốt đối với ngôi nhà chúng ta. Bởi vậy cho nên rằng là lưu tâm với sao tam bích thị phi, đây là sao chủ về việc cãi cọ kiện tụng. Do đó những thành viên trong ngôi nhà ở nhà hướng Bắc lại nằm trong cái tuổi phạm thái tuế Tý, Ngọ, Mão, Dậu và Mùi, thì tuyệt đối năm 2020 phải chú ý hết sức đến lời ăn tiếng nói của bản thân mình. Chi tiết hơn thì các cô chú anh chị cũng có thể gọi đến số 1900 292 và bấm nhanh số 2 để được đội ngũ trợ lý của thầy tâm viên trực tiếp tư vấn và hướng dẫn. Ngoài ra các cô chú anh chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội tại phòng 510 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy, Hà Nội, mang theo bản vẽ đồ độ số hướng nhà mình là bao nhiêu độ cùng với năm sinh các thành viên trong gia đình để gặp đội ngũ trợ lý trực tiếp của thầy tâm viên tư vấn và phân tích đến yếu tố vận khí trong ngôi nhà của các cô chú anh chị, thì nó đưa cái phương án hóa giải một cách rất chi tiết cụ thể. Điều đó sẽ giúp cho việc các cô chú anh chị hiểu hơn đến yếu tố phong thủy của năm 2020 và ngôi nhà mình như thế nào. Nói chung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những video tiếp theo.